Chào Nhật, xin chào các bác nha. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2023. Hiện tại thì em đang ở ngoại thành huyện Đông Anh, Hà Nội các bác. Những cái thời ngày mà thời tiết nó độ ẩm cao ấy, độ ẩm hôm nay rất là cao các bác nhé, 99%. Thì khi mà bật cái máy đo chất lượng không khí lên thì thật sự đây là các bác nhé, ở trong nhà nhé, ở trong không gian kín nhà ngoại thành Hà Nội mà cái chất lượng không khí nó vượt lên cái ngưỡng 115 rồi. Đấy, ngưỡng này đang ở ngưỡng cam, dưới 75 thì mới là ngưỡng xanh các bác nhé. Đấy, các bác thấy cái chất lượng không khí bây giờ nó quá ô nhiễm luôn. Đây là ngoại thành Hà Nội đấy, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngày 19 tháng 4 buổi sáng lúc 8 giờ sáng này. Đấy, mới có buổi sáng 8 giờ các bác nhá, mà chất lượng không khí nó là ô nhiễm thế này rồi. Các bác thấy nó khủng khiếp thế nào chưa? Em sẽ cho qua một con máy lọc khí này. Đây là một con VX50 nhá. Cắm bật lên các bác này. Để thấy rằng là cái chất lượng không khí bây giờ nó quá kém mình. Khi mà có cái máy lọc khí thì các bác thấy chất lượng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, chất lượng không khí sau khi mà qua cái cửa gió lọc này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, nó xuống gần như tuyệt đối luôn. Thì con VX50 đem lên sóng mã số 1 rồi đấy, đẹp gần như tuyệt đối luôn. Đấy, bỏ ra các bác nhé, bỏ ra các bác xem lại này. Này mà các bác ở trong nội thành Hà Nội khói xe bụi mịn nhiều thì nó khủng khiếp lắm. Các bác nên sắm lấy một chiếc cái máy này mà các bác đo sử dụng. Cái này thì em không bán nhé, các bác mua trên mạng nó bán nhiều. Đấy, các bác thấy chất lượng không khí đang lên ô nhiễm luôn. Đây là cái chiếc máy của hãng Xiaomi Smart Mi. Chứ bảo sao mà cái máy lọc không khí bây giờ nó là một cái vật dụng rất nhiều các bác sắm. Nó không có cái tác dụng mình nhìn thấy ngay mát ngay như cái điều hòa đâu. Nhưng mà nó có tác dụng để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Đây ở ngoại thành Hà Nội chất lượng không khí còn như thế này thì nói thật ra ở trong nội thành thì các bác chất lượng không khí nó rất là kinh. Bên em còn rất nhiều lọc khí nhé. Các bác nào có nhu cầu mua lọc khí các bác alo nhé. Chào các bạn.